không có nghe được gì trơn. Nói thì bạn chỉ nói được how are you, what's your name, thầy ơi con mất gốc rồi, học làm sao đây thầy. Trời ơi, tao nói cái này biết bao nhiêu năm rồi, nói biết bao nhiêu thiên niên kỷ rồi. Các bạn biết không, Tường làm cái nghề giáo viên tiếng Anh, Tường livestream, Tường viết profile Facebook và Tường có rất là nhiều học viên. Và một trong những câu hỏi mà hầu hết ai cũng inbox hỏi Tường hết, và Tường tin bạn cũng từng inbox hỏi Tường luôn, không biết gì không? Thầy ơi, con mất gốc rồi, học làm sao đây thầy? Ủa, gốc là cái gì? Tường lấy ví dụ những người đó là những người mất cơ bản trầm trọng. Nghĩa là sao các bạn? Thứ nhất là họ đã bỏ hơi tiếng Anh rất lâu rồi. Thậm chí hồi lớp 9, lớp 12 họ học tiếng Anh cực kỳ điểm thấp luôn, điểm 6, điểm 5 thôi, thậm chí là họ lập tài liệu để họ qua môn. 4 năm đại học, họ học, họ may mắn họ đậu chứ họ chả biết tại sao họ đậu. Và họ rất là mừng bởi vì họ qua môn và bây giờ họ đi làm, hoặc là họ chuẩn bị ra trường, hoặc là bạn đang là sinh viên. Bạn không có nghe được gì trơn. Nói thì bạn chỉ nói được how are you, what's your name hết. Thậm chí cũng không nói được câu đó nữa. Từ vựng đưa cho một cái câu chuyện rất cơ bản, đọc không biết một chữ, mà chỉ biết đúng một chữ thôi, I love you. Ngoài ra bạn không biết chữ gì cả, đúng không? Đó, đó là những người mất gốc, bỏ rất lâu. Và bây giờ, bạn có một nhu cầu, bạn muốn lấy lại nền tảng, bạn muốn đọc được sơ sơ, bạn muốn biết được từ vựng. Và bạn hỏi Tường là thầy ơi, học như thế nào, học ở đâu? Ok, đây là câu hỏi triệu đô, ai cũng hỏi. Thì hôm nay, các bạn cố gắng nha, coi hết video này, tôi sẽ trình bày rất chi tiết, học cái gì. Và bên dưới video này, bạn hãy để ý, nó sẽ có link download tài liệu. Ok, đầu tiên, cái nền tảng đầu tiên trong bất kỳ ngôn ngữ nào bạn cần học, đó chính là phát âm. Phát âm, ví dụ là tiếng Việt ha. Hello, my name is Tường, I am from Chang City, có nói Robin Night to meet you. Đó là tiếng Việt đúng không? Nói gì ta đâu có hiểu không? Hello, my name is Tường, I am from Chang City, Phan Hòa Province, nice to meet you. Nó có phát âm, nó chỉnh chu hơn, nó hay hơn, nghe nó long la long lánh hơn. Đi phỏng vấn, một người nói được, hai người nói được tiếng Anh, một người nói phát âm sai, giờ ẹt tiếng bồn, một người phát âm hay, thì cái người phát âm hay người ta chọn thôi, đúng không? Cho nên chuyện, the first thing you have to study English, that is study pronunciation, đó là học phát âm. Học phát âm hay còn gọi là học cái bảng ký tự IPA, các bạn ha. IPA, International Phonetic Alphabet. Rồi ok, bên dưới tôi có để cho các bạn một cái link download. Các bạn mở lên, các bạn sẽ học những cái nguyên âm, những cái phụ âm. Sau đó bạn sẽ rap thành từ vựng. Và bên cạnh nữa, bạn phải biết cách tra từ điển, đúng không? Bạn lên Google, bạn search cho Tường là từ điển Anh Việt. Search đi các bạn ha, sẽ có rất là nhiều cái website từ điển Anh Việt. Mình phải bỏ bất kỳ một từ vựng tiếng Anh nào mà mình thấy vào đó, nó sẽ hiện ra cái ký tự phiên âm bên cạnh đó. Và mình phải là người không có bấm nghe, mình đọc được cái đó, mình vẫn hiểu, mình đọc dịch được. Đó thì học cái đó, chẳng hạn như vậy. Ví dụ tình yêu là gì? Love, love, anh vợ đâu, mới là love, 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 đúng không? Chẳng hạn như vậy ha. Rồi, ví dụ như là tỉnh thành Khánh Hòa, đó, tỉnh Khánh Hòa, nó là province, 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 đấy. Thì hãy tập phát âm trước, hãy nói từng chữ chính xác trước. Và mình hãy nghe người nước ngoài họ phát âm như thế nào đó, mình tập nhái theo họ. Và mình hãy nghe tiếng Anh thật là nhiều, học phát âm đầu tiên bạn ha. Tóm lại, IPA cái đầu tiên. Cái thứ hai, đó là gì các bạn? Một cái sườn trong tiếng Anh, thứ rất quan trọng. Và thậm chí, bạn không cần học gì cả, bạn có cái này không, bạn cũng sống được đối với thời đại ngôn ngữ hiện nay. Đó là từ vựng bạn không? Rất quan trọng. Vậy làm sao nó tăng từ vựng lên nhanh? Thứ nhất, để mà mình nhớ từ vựng á, nó phải có sự lặp đi lặp lại. Thứ hai, mình phải gặp được cái từ vựng đó dưới hai dạng, đó là hình ảnh là mình phải đọc, thứ hai là âm thanh mình phải nghe. Bạn suốt ngày bạn chỉ đọc thôi, bạn không nghe mà bạn đòi nói được, thấy vô lý không? Rất vô lý đó. Cho nên là gì, muốn nói được thì phải nghe. Cho nên mình học từ vựng là mình phải đọc nó, mình phải nghe nó, và mình phải lặp đi lặp lại, và nó phải ở trong một cái văn cảnh. Chứ nếu không trong văn cảnh, mình học từ vựng đơn không, mình chả hiểu, không biết cách xài, đúng không? Cho nên hãy học qua hệ thống sách Book One. Trời ơi, tao nói cái này biết bao nhiêu năm rồi, nói biết bao nhiêu thiên niên kỷ rồi, các bạn biết không? Đó, cho nên các bạn sao? Lên YouTube search cách học Book One Trần Trinh Tường. Đấy. Rồi sau đó các bạn nhìn xuống phía dưới có cái link download Book One. Thì đầu tiên đối với những người mất gốc, hãy học cho bạn Tường cái level đó là Starter, nghĩa là những mới bắt đầu. Ok, đừng học Stage 1, 2, 3, 4, 5, 6, đó là những người nâng cao hơn. Học Starter, những câu chuyện siêu cơ bản, có hình ảnh, có chữ, có câu đơn. Bạn hãy tra từ điển những từ mình không biết,
và bạn hãy đọc từng câu chậm rãi và hãy thẩm thấu những câu chuyện đó qua cách đọc hiểu và nghe hiểu, và đảm bảo làm sao đó mình đọc khoảng 10 cuốn Level Starter, mình nó hiểu hết, mình nghe mình hiểu hết, là bạn đã nắm được 250 từ vựng đầu tiên, bạn đã xóa được mất gốc. Chúc mừng các bạn. Ok, bắt đầu đi ha. Chăm nghe không bằng một mắt thấy. Thực ra những gì Tường nói với các bạn là Tường đã áp dụng cho hàng trăm hàng ngàn học viên tại Simple English. Trong vòng 1,5 tháng thôi, họ tăng được 500 từ vựng. Đó là như vậy. Thì cái Bookworms là do trường đại học Oxford họ sáng lập, họ sản xuất. Nhiệm vụ của bạn chỉ là download về, mỗi lần đọc và nghe thôi. Và nếu bạn muốn nhanh hơn nữa thì phải có người hướng dẫn cho bạn, phân tích cho bạn hiểu. Thì ở Simple English Tường đang làm chuyện đó, học viên tăng rất nhanh. Bạn tự học, bạn cũng có thể làm được. Thử đi. Không có cách nào học từ vựng nhanh bằng cái này hết trơn á. Mình đã test rất nhiều. Hồi xưa Tường học á là Tường viết từng từ ra lên bảng, dán tường, dán đầu giường, viết xong đi qua đi lại quên. Cuộc học Bookworms sao từ vựng hơn, nó có trong văn cảnh, nó có trong cấu trúc, có sự lặp đi lặp lại và nội dung rất là hay, chuyện ma, chuyện kinh dị, chuyện trinh thám, lum la, cực kỳ thú vị. Ok, cái phần thứ ba là gì bạn biết không? Đó chính là ngữ pháp. Thực ra chúng ta bỏ luôn ngữ pháp là sai, mà chúng ta học ngữ pháp rất sâu sắc cũng không cần thiết. Đối với cơ bản, các bạn hãy học cho Tường những thứ mà ngoài đời người ta áp dụng thực tế là đủ. Lấy ví dụ, 5 loại thì cơ bản: hiện tại, quá khứ, tương lai, tiếp diễn, hoàn thành. Đấy, 5 loại thì này. Cái thứ tiếp theo là gì? Hãy học cho Tường các loại từ trong một câu. Chẳng hạn như là danh, động, tính, từ, sở hữu, cách, mạo từ, chẳng hạn như vậy. Trong một câu đó, những loại từ đó nó đứng ở đâu? Học ở đâu các bạn? Hãy search cho Tường trên mạng cái cuốn tên là Grammar in Use. Cái bản này nó có tiếng Anh hoặc có tiếng Việt. Nếu bạn mất gốc, hãy mua bản tiếng Việt về, đọc hiểu bằng tiếng Việt. Nó diễn giải rất dễ hiểu. Sau đó hãy làm hết những bài tập trong cuốn sách đó. Từ từ bạn sẽ thẩm thấu được cái ngữ pháp của tiếng Anh một cách cơ bản. Và hãy tập đọc ra những cái mẫu câu đó dưới dạng các thì khác nhau mà bạn đang ngồi nói. Ok, Grammar in Use được chưa bạn hả? Bên dưới cũng có cái link download. Tại sao mình không download về, mình mở lên, mở lên thử. Cái thứ tư, cái gì bạn biết không? Đó là bạn phải nghe, bạn phải thẩm thấu tiếng Anh, bạn phải nạp ngôn ngữ thực tế vào đầu mình. Thì có một cách học rất hay cho những người mất gốc, đó là đối với học viên Simple English, tôi hay khuyên họ đó là hãy về coi phim tiếng Anh tên là Extra English. Một bộ phim trên toàn thế giới và toàn quốc tế, họ phát âm rất chuẩn và họ nói những cái ngôn từ rất đời thường trong cuộc sống. Và mẫu câu đó là câu đơn, đặc biệt nó song sức tiếng Anh, tiếng Việt ở dưới. Bạn coi tiếng Anh bạn không hiểu, bạn coi tiếng Việt, họ đọc rất to, rất chuẩn, bạn rất dễ thẩm thấu và đảm bảo phù hợp với những người cơ bản. Thì tất cả những gì mà Tường chia sẻ với các bạn đó là Tường đã và đang áp dụng tại lớp học rồi. Và những người đó họ lấy được mất gốc rất nhanh, chỉ trong vòng 1,5 đến 3 tháng. 3 tháng họ rất tự tin về tiếng Anh và họ cảm thấy họ bắt đầu, họ yêu tiếng Anh. Họ viết được cái status bằng tiếng Anh rất là dài. Họ có thể đọc được một cái bài báo cơ bản. Tóm lại, nãy giờ chia sẻ hết rồi. Có 4 cái tứ trụ rất quan trọng: 1. Phát âm, 2. Từ vựng, 3. Ngữ pháp, 4. Là nghe thật nhiều qua phim và học qua phim. Và đó là những tài liệu cơ bản. Ở dưới có link download, tại sao các bạn không thử bấm vào và hành động đi? Hãy thử học trong vòng 2 tuần. Và nếu như 2 tuần trôi qua, bạn cảm thấy mình tiến bộ, mình đã hiểu được và mình bắt đầu học được, thì bạn là người có khả năng tự học. Còn đối với một số bạn, thực sự mình không thể nào học được một mình, cảm thấy chán, cảm thấy lười nghiên cứu, rất đơn giản, hãy mạnh dạn đăng ký một khóa học tại một trung tâm uy tín gần nhà bạn nhất. Và tất nhiên, nếu như bạn ở tại thành phố Hồ Chí Minh, tại sao không đến Simple English để gặp Tường, Tường có thể chia sẻ và làm cho bạn có thể hiểu được rất nhiều từ vựng, đam mê và yêu thích tiếng Anh, và thậm chí bạn có thể biết cách tự học được tiếng Anh. Simple English có rất nhiều buổi học thử hoàn toàn miễn phí, rất là vui. Bạn sẽ được trải nghiệm một buổi học cực kỳ thú vị qua hình ảnh, qua âm thanh, với những giáo viên rất là vui tính. Hẹn gặp các bạn vào một tương lai thành thạo tiếng Anh sắp tới trong cuộc đời các bạn. Bye bye.